Vừa đăng quang Miss World Việt Nam, Ý Nhi có nhà mới cực xịn. Sau đêm chung kết, người đẹp Quỳnh Trần, Ý Nhi số báo danh 014 đã chính thức trở thành tân Miss World Việt Nam 2023 sau một hành trình dài đầy cố gắng. Ngôi vị Á hậu một thuộc về Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên là người đẹp xuất sắc đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2023. Ngay sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss World Việt Nam 2023, cái tên Huỳnh Trần Ý Nhi được biết tới rộng rãi. Đặc biệt, vừa chỉ mới đăng quang, chưa đầy 2 ngày, thì ngôi nhà riêng trên Facebook của đương kim Miss World Việt Nam 2023 đã đạt được con số vô cùng ấn tượng khi thu hút tới hơn 25.000 lượt thích cùng 32.000 người theo dõi. Có thể thấy đây là con số vô cùng ấn tượng, thể hiện cho sức ảnh hưởng của Ý Nhi cũng như tình cảm to lớn mà người hâm mộ dành cho nàng hậu. Quỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 79, 59, 89cm. Hiện là sinh viên Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với thành tích Á khôi cuộc thi duyên dáng sinh viên Bình Định 2022 và đại sứ ISEC 2022, Y mang đến cơn gió mới cho Miss World Việt Nam 2023 nhờ gương mặt góc cạnh và phong thái tự tin. Y Nhi thuộc số ít thí sinh có kỹ năng trình diễn, phong thái, lối giao tiếp, ứng xử và khả năng nói tiếng Anh được đánh giá hoàn thiện, hội tụ hài hòa ngoại hình, học vấn và kỹ năng sân khấu tốt, cùng vẻ thanh lịch của được đánh giá tiệm cận tiêu chí của Miss World. Y Nhi hội tụ nhiều thế mạnh để chiến thắng và tiềm năng phát triển xa. Tại phần thi ứng xử, Huỳnh Trần Ý Nhi nhận được câu hỏi giới trẻ gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Em đã gặp vấn đề gì và giải quyết như thế nào? Từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, tỏ ra vô cùng bình tĩnh và tự tin, cô đáp, trong mỗi chúng ta đều gặp áp lực của riêng mình, em gặp áp lực đồng trang lứa. Em sinh ra trong thời bình, có đủ điều kiện để học tập và hoàn thiện bản thân. Áp lực của em là sự không giỏi, không thành công như con nhà người ta. Mỗi người có những xuất phát điểm và ưu điểm khác nhau. Vì vậy, chúng ta không nên so sánh bản thân với bất kỳ ai, hãy nhìn vào ưu điểm của mình để phát huy thật tốt. Một câu nói em rất tâm đắc là áp lực tạo nên kim cương. Em tin rằng nếu ta biết tận dụng áp lực đó, nó sẽ khiến ta phát triển hơn, thành công nhanh hơn, trở thành một viên kim cương tỏa sáng. Tuy nhiên, nếu không biết áp dụng, nó sẽ biến ta thành một đống đất vụn vô cùng bình thường.